Con có xem video sư giảng về phần giới thanh tịnh đạo. Sư có chỉ cách cứu người thân lúc mà nhắm không qua khỏi là mời một vị sư đến để cho người đó thọ trì tam quy, ngũ giới lại, nhờ vậy họ có thể sinh thiên. Sư vui lòng giải thích cho con rõ sự việc này được không? Vì không lẽ dù người đó tạo nhiều ác nghiệp cỡ nào, chỉ cần làm như vậy là có thể được sinh thiên ạ? Con xin cảm ơn sư nhiều. Quý vị đọc cho kỹ, nghe cho kỹ giùm sư. Sư nói là có thể. Còn cái có thể đó là cái khả năng đó là bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cái cơ sở để mà sư nói đó là dựa vào tương ưng thiên. Đó là nhóm 500 vị trời xuống thưa với Thế Tôn là kiếp quá khứ trong một vụ đắm tàu, nhờ chúng con gặp được một vị thiện nam tử cho chúng con quy y giữ giới. Nhờ như thế sau khi thân hoại mệnh chung, chúng con được sanh thiên. Cho nên điều sư nói là có cơ sở, không phải không có cơ sở. Tuy nhiên nó còn một cái vấn đề nữa, đó là có ở trong chú giải Pháp Cú thì có nhắc đến là cái người, nếu sư nhớ không lầm là trong chú giải Pháp, gọi là cái người mà làm thiện nhiều mà làm ác ít, thì cái người đó là khỏi cần phải có ai nhắc nhở. Cái người mà thiện ác bằng nhau á thì cần có một cái vị một người để nhắc nhở họ, tức là nhắc nhở về gì, thọ tam quy ngũ giới nè, rồi nhắc về những cái thiện nghiệp đó, vân vân, về các phương pháp tu tập. Cái người mà ác nhiều hơn thiện á thì cần một vị là có cái sự tác động mãnh liệt với người đó. Còn cái người mà ác quá nhiều, thuần ác không có thiện á, thì thế gian này chỉ có bốn loại người có khả năng giúp đỡ. Một là vị chánh đẳng giác, hai là vị Phật độc giác, ba và bốn là hai vị thượng thủ thinh văn. Cho nên là cái kiểu quý vị nói á, là nó rơi vào cái sư nói đằng sau. Tức là người làm ác quá nhiều á thì họ sẽ cần có kiểu như Phật thì mới xuất hiện, mới độ nổi họ. Còn bình thường quý vị tưởng nghĩ cái chuyện mà nghe được pháp nó dễ. Có còn nhớ ở trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 5 pháp Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp á, Thế Tôn thuyết pháp nha, giọng ngài như chim ca lăng tần già, mà năm người, người thì ngó trời, ngó người thì ngó đất, người thì bẻ cành cây, người đào hang, rồi có người mới chăm chú lắng nghe lời dạy Thế Tôn. Ngài Ananda hỏi Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, Thế Tôn giảng hay như thế, vi diệu pháp thật là vi diệu, mà tại sao họ lại có thể như vậy được? Có người ngủ gục nữa chứ. Thì Đức Thế Tôn nói là: Ngài Ananda, bộ ngươi tưởng cái chuyện mà nghe chánh pháp nó dễ hả? Không có dễ nha. Cho nên là cái chuyện quý vị nói thì ví dụ cho nó vui thôi, chứ còn thực tế nó sẽ kiểm chứng điều đó ha.